Hai tâm hồn khấn nước yêu thương, lạy Chúa tình yêu, con nguyện cầu tình thắm tương màu. Hai mái đầu thề hứa yêu nhau, đắp xây tình luôn luôn chung chính. Dù trời nắng mưa, hai con nguyện thề chung lối bước. Dù ngàn khổ đau, hai con nguyện sánh bước bên nhau. Lạy Chúa tình yêu, con cúi đầu xin Chúa chúc lành, thương dẫn đường chỉ lối an bình, cho cuộc tình thắm tươi đẹp xinh. Ôi Chúa yêu ơi, ngất ngây tình say. Ôi Chúa yêu ơi, đời hạnh phúc thay, được Chúa yêu thương trao ban tình yêu phút ban đầu. Nguyện hứa suốt đời
đời, yêu thương nàng câu hát kinh ca ngợi. Niềm ước mơ hai tâm hồn quỳ đây dâng Chúa, cùng niềm ước mơ hai tâm hồn khấn ước yêu thương. Lạy Chúa tình yêu, con nguyện cầu tình thắm tương màu, hai mái đầu thề hứa yêu nhau, đắp xây tình luôn luôn chung chính. Dù trời nắng mưa, hai con nguyện thề chung lối bước. Dù ngàn khổ đau, hai con nguyện sánh bước bên nhau. Lạy Chúa tình yêu, con cúi đầu xin Chúa chúc lành, hướng dẫn đường chỉ lối an bình, cho cuộc tình thắm tươi đẹp xinh. Ôi Chúa yêu ơi, ngất say giường bao. Ôi Chúa yêu ơi, tình trời ngút cao. Được Chúa yêu thương, trao ban người yêu phút ban đầu. Nguyện hứa suốt đời, yêu thương chàng dâng tiếng ca rộn ràng. Dù trời nắng mưa, hai con nguyện thề chung lối bước. Dù ngàn khổ đau, hai con nguyện sánh bước bên nhau. Lạy Chúa tình yêu, con cúi đầu xin Chúa chúc lành, thương dẫn đường chỉ lối an bình, cho cuộc tình thắm tươi đẹp xinh. Lạy Chúa tình yêu, con cúi đầu xin Chúa chúc lành, thương dẫn đường chỉ lối an bình, cho cuộc tình thắm tươi đẹp xinh. Tình đêm chỉ lần đầu gặp em cũng
đã quên từ lâu. Chỉ lần đầu gặp em, ước mong được gần em mãi. Chỉ lần đầu gặp em, nhớ nhung theo anh từng đêm. Chỉ lần đầu gặp em, bước chân chờ quên lối về. Ngày người tình đầu tiên, có nghe tim anh bồi hồi. Chỉ một nụ cười thôi, khiến anh lòng ngây ngất. Ngày người tình đầu tiên, hãy cho anh xin một lần. Một lần được gần em, trọn đời mình dịu nhau. Về vùng trời tuổi thơ, đầy mong mơ. Khiến cho lòng anh biết đến lần đầu. Để anh chơi với bước tới bên, có muôn màu mắt em. Điều gì đó với mái tóc sớm, nhắc anh từ đây mãi mãi đợi chờ. Điều gì đó với chút nắng ấm, khắc lên hình bóng em. Điều gì đó với ánh mắt sáng, khiến cho lòng anh biết đến lần đầu. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồn nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm, trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm trời xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống kết bông mười giờ. Bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguy nương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sợ, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm, trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống kết bông mười giờ. Bên chú rể lưng trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ từ đây gắn bó trầu cao đến trăm năm, thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sợ, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu.
Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông 10 giờ, bên chú rể lưng trần che lọng vàng lá chuối, xây tổ ấm quê hương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đậm sâu. Đường
làm tròn lời thề ký ban đầu. Đêm hôm qua gió lay lá cành trở cảnh đẹp trắng anh, theo dư âm tiếng du quyến tròn chung buộc vào mối duyên lành. Thương cho nhau nắng mưa cây cày ngoài ruộng đồng nông sâu, sớm hôm cưới chồng nào quản đời dãi dầu. Vững tin có ngày mình được nhìn lúa xanh màu. Xem ngôi mùa đang lên bông và anh cũng...
trăng dần lan, muôn câu hỏi nhàn khắp thôn trang. Đoàn người say sưa vui tiếng hát vang, lũ dâng xưa ngọt đậm tình ta với ngàn. Đêm lắng sâu khi sương làm dần xuống, hương ngọt ngào tình ruộng sắc ngô thơm. Trời về khuya nghe man mát gió lành, chấp duyên thắm dịu đẹp tình ta với mình. Ơ thoáng nghe câu hò xóm bên nhà ngân du hò, hò toàn tư do ấm no. Nắm tay hát lên ngàn câu thanh bình, tình tăng tình đồng quê tốt tươi, ánh trăng đang tỏa sang ngời. Tình tang ơ này tình tang, ta ngước xem ông sao thần nông. Bên sông ngân hò vang, bóng du lan trầm ngâm nhớ nàng. Anh có nghe trăng dư âm đồng quê, khi trăng ngàn mở tỏa chiếu trên đê. Đoàn người nông phu vui gánh lúa về, bóng trai gái làng hẹn hò nhau ước thề. Đom đóm bay quanh trên ao bèo xa, khi bao người dịu dịu giấc nam kha. Mông chiên miên say sưa dưới mái vàng, ánh trăng khuất chìm vào răng tre cuối làng. Hai đứa mình yêu nhau, xây đắp mộng mãi sau. Gái ông bà ông cụ đã chọn ngày hôm nay ngày 26 tháng 10 năm 2018 nhằm ngày 19 tháng 9 năm Mậu Tuất để tổ chức buổi lễ ăn hỏi cho đôi bạn trẻ Đức Huyền và Quang Linh. Và giờ này đoàn đại biểu cao cả và gia đình nhà trai chúc đoàn các sở cơ chầu cũng là nhiệt vui rượu để chúc mừng cho ngày lễ đính hôn của đôi bạn trẻ. Lần này chúng ta xin được trân trọng kính mời quý đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai sẽ lên có ý kiến phát biểu đặt cây chầu và giới thiệu lễ vật đính hôn. Xin được trân trọng kính mời quý đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai. Kính thưa các cố, các ông, các bà, trước hết cho phép tôi được đại diện cho đoàn đại biểu hội nhà trai xin có lời kính chào các cố, các ông, các bà, cô dì chú bác của họ nhà gái. Kính thưa các cố, qua một thời gian các cháu đã tìm hiểu và được sự quan tâm giúp đỡ của các cố, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác của hai họ, chúng ta đã quan tâm đến các cháu, giúp đỡ các cháu cho đến ngày hôm nay công thành danh toại. Hôm nay chúng ta ngồi đây để chứng kiến một buổi lễ đính hôn hay còn gọi là đặt chầu. Đoàn đại biểu hội nhà trai chúng tôi lên đây có cơ chầu, và theo cơ chầu là những vật phẩm thì tôi xin được trình bày như sau. Kính thưa các cố, các ông, các bà, cơ chầu là đầu câu chuyện. Câu chuyện là câu chuyện gì? Câu chuyện hôm nay chúng ta nói đến việc của các cháu. Trong cái cơ chầu kèm theo lễ vật thứ hai là lễ vật trải thuốc. Trong mỗi cuộc vui,
của mỗi gia đình không thiếu hương thơm của trà và vị đượm, hương thơm của thuốc và vị đượm của trà. Bên cạnh trà thuốc còn có bánh ngọt và mùi nồng của rượu bia. Còn một lễ vật, còn một vật phẩm nữa là thể hiện nên trái, những trái cây trong những thời gian hai bên họ đã giúp đỡ vun trồng cho các cháu. Hai cháu đã sinh thành và hôm nay đến ngày kết quả để thể hiện nên những cái lễ cơi trầu và lễ vật này. Chúng tôi xin được giới thiệu sơ qua về trong những quả khem trong buổi lễ đính hôn hôm nay. Trước khi ngừng lời, tôi xin đại diện cho đoàn đại biểu Hồng Nhà Trai xin kính chúc sức khỏe các cố, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè của hai gia đình, của hai cháu có một buổi hôm nay thật vui vẻ và đầm ấm. Và sau cùng tôi xin được nói lời cho họ nhà trai xin được lắng nghe ý kiến của các cụ cố cũng như gia đình bên họ nhà gái. Xin cảm ơn. Chúng ta xin được chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu của quý vị biểu đại diện cho gia đình nhà trai. Và để đỡ lời quý đoàn họ nhà trai, ban tổ chức con xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái xin đến có ý kiến phát biểu tiếp nhận lễ bản đính hôn. Xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái. Kính thưa quý cố, quý cô ông cô bà cùng toàn thể cô dì chú bác, bè bạn nam nữ thanh niên hai dòng họ, thật quan những lời phát biểu của ông cố đại diện cho họ nhà trai đã nói nên cái ngày hôm nay là lễ ăn hỏi hay còn gọi là đính hôn. Tôi cũng xin phép được đại diện cho họ nhà gái xin nhận những lời phát biểu và nhận những lễ vật mà hôm nay họ nhà trai mang về đây. Trước khi nhận lễ vật thì cũng xin kính mời hai cháu để ra chào quan viên hai họ và nhận lễ vật. Xin kính mời. Và giờ này xin được kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái sẽ được dẫn Bích Huyền ra. Trước tiên có lời chào các cố, các cụ, các bà. Sau đó là trực tiếp Bích Huyền và Quân Linh sẽ được chào và nhận lễ vật đính hôn. Xin các quý vị anh chị và các bạn cùng lộ một tràng pháo tay thật giòn và thật dài. Bây giờ sau đó Bích Huyền ra có lời chào các cố, các cụ, các bà. Và trực tiếp Bích Huyền và Quân Linh sẽ chào và nhận lễ vật đính hôn. Con cho cháu ra chào quan viên hai dòng họ. Và ngay sau đây là hình ảnh đẹp đẽ nhất của buổi lễ đính hôn hôm nay. Tập trung con xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai. Xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai sẽ được đứng dậy cùng chứng kiến cho hai em Bích Huyền và Quân Linh sẽ được trao và nhận lễ vật đính hôn. Cùng chuyển những cái vật sò phía trong nhà. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng giúp đỡ cho hai bạn để chuyển lễ vật vào phía trong nhà. Tiếp tục là lễ vật thứ hai, đó là chè rượu thuốc để tặng cho vị lồng của tình yêu. Cô dâu lách mặt ra một xíu. Sáng năm cho đời một rồi tươi ạ, cả nhà tươi cho con nha. Tươi tám ơi, tươi cho tám ạ. Tươi ạ. Tươi ạ. Tươi ạ. Tươi ạ. Em giờ này chúc mừng rồi. Tươi. Và tiếp tục là quả những chiếc bánh ngọt biểu tượng cho vị ngọt của tình yêu.
và tiếp tục là quả trái cây mong rằng đôi bạn trẻ Đức Huyền và Quang Minh sẽ được là nhanh chóng đơn hoa kết trái hoàn thành. Xin được rằng kính đề các anh chị em ban đến tận người nhà gái cùng giúp đỡ cho các em chuyển đến vật phía trong nhà. Và tiếp tục là có bia. Nhìn chung xa ai còn và ngay sau sự hành này là chúng ta sẽ được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn cùng bắt tay nhau quyết định thông gia. Tôi không chung của nhưng mà chung gan. Xin được trân trọng kính mời Quang Linh và Bích Huyền đặt đi mời thuốc mời trà các cụ không thấp ngày nếu đúng hơn cho bạn trẻ. Hôm nay chúng ta xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái. Xin nên cố kiến phát biểu khai mạc tiệc mừng. Chúng ta xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các quý cô, ông toàn thể các vị có đại diện như cái buổi lễ ăn hỏi hôm nay. Hôm nay về tới gia đình họ nhà gái chúng con đây cũng có sắm bữa tiệc để mừng vui cho mấy ngày ăn hỏi. Vậy bây giờ cũng xin phép quý cô cùng toàn thể các quý vật để cho nhà gái chúng con được đứng lên tiếp các quý vật. Và vào giờ này ban tổ chức đoàn sẽ được kính đề nghị ban lễ tân của dinh dòng họ nhà gái chúng ta được nhanh chân bê bâm để được chào đón sự diện của các cấu các cụ các bà về dự ngày lễ ăn hỏi trên mặt trời. Và những mâm tiệc đầu tiên được kính chuyển vào phía trong nhà, sau đó được triển khai ra bên ngoài các phòng vui của gia đình để được chào đón sự diện của các vị đại biểu đại diện trai bên gia đình đã trở về với các phòng vui của dinh dòng họ nhà gái để cùng tham dự trực tiếp ngày lễ đính hôn cho đôi trẻ Quang Linh và Bích Huyền buổi trưa ngày nay. Và chào đón các vị đại biểu đã trở về với gia đình nhà gái cùng tham dự trực tiếp ngày lễ đính hôn của đôi trẻ buổi trưa ngày nay. Chào đón hỏi các đôi trẻ. Ban lễ tân của dinh dòng họ nhà gái đã được dâng mâm bày tiệc để chào đón sự hiện của các vị đại biểu khách quý đã trở về với căn phòng vô kỳ dinh dòng họ nhà gái cùng tham dự chứng kiến ngày lễ đính hôn của đôi bạn trẻ. Kính thưa quý cố, cùng toàn thể quan viên hai dòng họ, hôm nay được cái sự chứng kiến của tất cả cô dì chú bác bè bạn nam nữ ngày lễ đính hôn cho hai cháu. Giờ đây về tới gia đình ông bà ông thuộc đây có tổ chức bữa cơm là để chúc mừng cho hai cháu. Vậy bây giờ cũng xin Chúa để làm phép của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con được danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến như Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho con hôm nay nương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Chớ để chúng con tha trước căn vô nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin mời quý cố cùng toàn thể con trên hai họ thời đại năm nữ dùng với nền gia đình ông bà ông thủ bữa cơm ngày vui nhất trong cái cuộc đời của hai cháu hôm nay. Xin mời. Chúng ta đã yêu nhau nồng nàn
chớ lo chi, trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đôi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cùng biển khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em. Mừng ngày thành hôn, có một người yêu mong.
pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Cho gia đình nhà trai sẽ đem có ý kiến phát biểu cảm ơn sự tiếp đón của gia đình nhà gái trong ngày lễ hôn lễ trẻ của hôm nay. Chúc anh xin được chân thành biết mời vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai. Trọng kính các quý cố, kính thưa các quý ông bà trong hai họ, thưa về bạn của hai cháu, hôm nay là ngày đính hôn của hai cháu, được các quý cố, các quý ông bà họ nhà gái tiếp đón họ nhà trai chúng con, chúng tôi
vui vẻ, đàng hoàng, lịch sự, đoan trang. Vào giờ này, cá nhân con cũng đại diện cho nhà trai được xin phép lại nhà. Xin trân trọng, cảm ơn. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai. Và để đỡ lời quý đoàn họ nhà trai hôm nay, ban tổ chức con xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái sẽ đến với ý kiến phát biểu cảm ơn các vị anh chị và các bạn trong ngày về chung vui hôm nay. Xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái. Vâng, con cũng đại diện cho họ nhà gái hôm nay cũng là buổi lễ đính hôn cho Ninh và Nguyệt. Hôm nay hai gia đình cũng đã tổ chức cũng ngày buổi lễ long trọng cho hai gia đình, cho hai cháu này, cũng là chuẩn bị cho ngày mai nữa. Vậy hôm nay là nói ngày hôm nay thì con cũng đại diện cho họ nhà gái, cho hai em con đây cũng đã chuẩn bị gọi là sơ sài trong cái tiệc lễ ăn hỏi hôm nay thì được đón tiếp họ nhà trai, các cụ, cô ông, cô bà cùng toàn thể các bạn bè thanh niên nam nữ hôm nay về họ nhà gái chúng con đón tiếp nó cũng mặn nhạt như thế nào, cũng lượng thứ và tha, cũng thông cảm cho họ nhà gái chúng con. Trước khi này nha, con xin chúc các cố ông cố bà cùng toàn thể quý ông quý bà cùng toàn thể anh em thanh niên nam nữ, trước khi này nha, con xin được chúc sức khỏe, một lời chào chúc sức khỏe nhất, xin đổi càng pháo tay. Và giờ này ban tổ chức các con xin được trân trọng tuyên bố chương trình buổi lễ ăn hỏi cho đôi bạn trẻ Bích Huyền và Quang Linh đã thành công tốt đẹp. Trong khi gia đình nhà gái ông bà thủ chúc con đón tiếp, các quý vị anh chị và các bạn còn có điều gì thiếu sót cũng kính mong các quý vị anh chị và các bạn thông cảm bỏ qua cho gia đình. Và giờ này chúng con được xin được kính chúc đoàn biểu cao cả và gia đình nhà trai trên đường trở lại nhà thịnh độ bình an vạn sự như ý. Xin chân thành cảm ơn. Bao đèo cao, bao suối sâu, nắng mưa, gió sương anh không ngại. Chỉ mong gặp em người con gái, hát câu dân ca. Người ơi đừng về. Câu dân ca ngày xưa em hát, để nhớ thương anh phải đi tìm. Và hôm nay vào ngày hội liêm gặp lại em vẫn như xưa. Vào hội liêm em mặc áo the, chân đi guốc mộc đội nón quay tháo, em bước qua cầu hát câu quan họ chung tình làm đôi, hát câu quan họ chung tình làm đôi. Sông Hậu và rặng dừa xanh soi bóng nước quanh năm, từng đêm dưới ánh trăng, gái trai sánh vai vui thanh bình, vẫn trên bờ cánh dòng ai hát bốn sao sang sông rồi sao rồi. Một con sông ngày đục đêm trong, một lều tranh ta sống trăm năm. Về cùng nhau chia buồn sớt vui, chung tay xây mộng ước bấy lâu nay, thoa mong chờ cảm ơn tơ hồng cho mình gặp nhau, cảm ơn tơ hồng sẽ mình thành đôi. Thank you.
phải hứa chứ. Cây điêu đất, cây sông, cây cây hai.
ơi trong rất dịu đời. Hãy subscribe cho kênh người Mì Gõ để gia đình nhà gái đã gặp bến tại cánh cổng tân hôn của gia đình chồng hoàn nhà trai chúng ta để đi vào nội dung tiếp vòng thành hôn. Chúc mừng hết cho đôi trẻ Quang Minh và Minh Quyền buổi tối ngày nay. Xin được trân trọng kính mời các bạn chúng ta cùng trở về với
đèn trăng treo tút trên cao, ánh sao trưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn.